Kiếm Hiệp Tình Cô Phèo kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp, an lành bên gia đình cùng người thân. Mở đầu clip này, cho mình xin phép 2 phút để quảng cáo. Như rất nhiều bạn đã yêu cầu, mình đã chính thức khai mở kênh Cô Phèo, chuyên làm về những clip thuộc dòng kiếm hiệp cũng như đọc truyện kiếm hiệp để phục vụ anh em. Mình kính mời tất cả các bạn đến với kênh Cô Phèo để theo dõi cũng như ủng hộ mình. Nhớ like, chia sẻ và cũng như subscribe kênh Cô Phèo mới của mình để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn trước. Vâng, còn trở lại với Kiếm Hiệp Tình. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn bài viết Kiếm Thủ xưa và nay khác nhau như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Kiếm Thủ xưa không có game mà chọn, Kiếm Thủ này không biết chọn game nào. Mặc dù hơn nửa cộng đồng game thủ hiện nay có tuổi đời chơi game cũng khoảng hơn chục năm, nhưng do thời thế và hoàn cảnh thay đổi nên suy nghĩ và thái độ của họ với game cũng khác xưa. Như vậy, cùng là một con người nhưng ở thời điểm khác nhau thì sẽ hình thành những quan niệm biệt lập. Chúng ta tạm gọi là game thủ xưa và nay. Hai loại người chơi này có cách chơi và nhìn nhận mâu thuẫn rõ rệt. Nếu nói sự phát triển của thị trường game kéo theo việc các thành viên cũng phải tiến bước và làm mới bản thân mình để hòa nhập chỉ là một lý do khiến game thủ ngày nay thay đổi, thực chất có quá nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng làm người chơi bị động lẫn chủ động thay đổi để bảo vệ bản thân, bảo vệ sở thích chơi game. Nghe qua thì thật hài hước, nhưng tình hình chung hiện nay đúng là như vậy. Nếu thời gian trước hầu hết toàn game offline và việc có được một game online là kéo nhau vào chơi ồn ào, thì tới bây giờ hoàn toàn chấm dứt. Mỗi ngày thị trường game nhập về ít nhất một sản phẩm, khiến cho số lượng gia tăng cấp số nhân. Game thủ chẳng thể nào theo dõi kịp và cũng không biết game hay dở ra sao. Chính vì thế việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn, cộng thêm sự nghi ngờ về chất lượng khiến các thành viên càng chần chừ. Game thủ ngày xưa ao ước game 3D, game thủ ngày nay lại sợ game 3D. Nguyên nhân ngày xưa võ lâm truyền kỳ Audition, MU nổi tiếng và thu hút người chơi không chỉ bởi chúng chất lượng mà còn vì ra mắt vào thời điểm hiếm có game cài đặt và game đồ họa 3D. Lúc đó, trước trải nghiệm cảm giác sống động đến chân thực là niềm mơ ước của anh em game thủ. Tuy nhiên, thử nhìn vào tình trạng hiện nay sẽ thấy người chơi tỏ ra dè chừng, thậm chí sợ game cài đặt, game 3D. Thứ nhất là vì cấu hình chúng quá khủng. Nếu giảm cấu hình sẽ không đẹp, mà để max setting thì chắc chắn sẽ bị lag và ảnh hưởng đến máy tính. Thứ hai là cách chơi khó, cần đầu tư nhiều thời gian mà không có auto. Thứ ba là game 3D thường có loại thu phí và một số yêu cầu nạp thẻ nhất định khiến game thủ ngần ngại. Thứ tư là trình độ phát hành game khủng, game mon tấn của nhà phát hành Việt còn non kém. Như vậy, cho dù có hay có đẹp bao nhiêu cũng chưa chắc khiến cộng đồng mạng động lòng. Sự khác nhau tiếp theo đó là game thủ xưa chơi vì thích, game thủ ngày nay chơi vì giết thời gian. Chắc chắn 99% người chơi thời gian rất lâu về trước đến với game vì lý do yêu thích và đam mê. Tuy nhiên, tình yêu và sự đam mê này ngày càng giảm dần để rồi cuối cùng bị thay thế bằng mục đích giết thời gian. Không còn gì để giải trí là nguyên nhân khiến người chơi còn duy trì thói quen đăng nhập game hàng ngày cho tới bây giờ. Họ cũng vẫn còn yêu game đó, nhưng nó không đủ sức mạnh để níu kéo các thành viên dừng chân lâu dài. Game thủ không còn thấy được niềm vui mà mình muốn tìm kiếm ở nơi game, mà chỉ là mối quan hệ mang lại tính sòng phẳng. Sự khác nhau tiếp theo đó là game thủ xưa tính cộng đồng cao, game thủ ngày nay mạnh ai nấy chửi. Ngày xưa do ít game nên hầu hết người chơi đều đổ chung vào một vài sản phẩm chung. Như vậy sẽ khó xảy ra tranh chấp và tập trung tinh thần vào cày kéo. Tuy nhiên, game thủ ngày nay lại không được tốt đẹp như vậy,
họ thường xuyên cãi nhau vì những vấn đề như game này hay, chơi game này mới đúng, ai giỏi hơn, khiến cho mối quan hệ căng thẳng. Đó là còn chưa kể việc xuất hiện thành phần phá game, thích dùng võ mồm để thể hiện bản thân, khiến cho game thủ khó chịu, buồn bực. Điều tiếp theo, đó là game thủ xưa ước thời gian trôi nhanh để chơi game mới. Game thủ ngày nay ước thời gian quay ngược trở lại để chơi game cũ. Nghe thật là buồn cười, nhưng đó là điều vẫn đang diễn ra. Game thủ ngày xưa do thiếu thốn nguồn game nên họ hy vọng qua vài năm sẽ có thêm nhiều game mới cùng sự phát triển vượt bậc của ngành để thỏa mãn cơn khát cày kéo. Tuy nhiên người chơi ngày nay lại luôn hoài niệm quá khứ và chỉ muốn quay trở về thời gian đó để chơi game một cách vô tư không tính toán. Họ thấy mệt mỏi với tính hiện đại, công nghiệp hóa của game, nuối tiếc những điều giản dị trước kia mình không biết quý trọng. Game thủ xưa hận vì mình biết tới game quá trễ. Game thủ ngày nay buồn phiền vì đàn em cày game quá sớm. Độ tuổi chơi game khoảng hơn chục năm trước thường tập trung vào học sinh cấp 2, cấp 3 trở lên. Thành phần thanh niên chiếm chủ yếu và họ buồn rầu vì mình biết tới game quá trễ để uổng phí một đoạn thời gian. Cộng đồng mạng ngày nay lại lo ngại trước độ tuổi trẻ hóa của game thủ đàn em. Ngay cả những đứa trẻ 5-6 tuổi cũng đã tập tành chơi game đến nghiện và tuổi thơ gắn liền với cái điện thoại cùng máy tính. Game thủ ngày xưa cái gì cũng muốn, game thủ ngày nay cái gì cũng không thiết tha. Ra máy chủ mới, cập nhật phiên bản, ra game mới đều là niềm ước mong và hy vọng của game thủ xưa, khiến họ chờ đợi từng ngày. Game thủ ngày nay thì chẳng thiết tha gì cả, với họ thì chẳng có điều gì lọt được vào mắt, cho dù game hay và đẹp đến mức nào, huống chi quan tâm mong ngóng. Trên đây Kiếm Hiệp Tình vừa giới thiệu đến các bạn những sự khác biệt giữa game thủ xưa và nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, nhớ like và chia sẻ cũng như subscribe kênh để ủng hộ cho Kiếm Hiệp Tình nhé. Và cũng nhờ các bạn ghé thăm kênh mới của mình, kênh Cu Phèo, để ủng hộ mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn.